công đoạn tiếp theo là mình ngâm đậu xong. Rồi mình ngâm đậu xong đây, đậu mình ngâm xong nè. Như vậy thì đậu đen nó cũng tương đối thôi. Đó, đây nó nở mầm nè, thấy không? Đó, nở mầm. Rồi mình sẽ chắc cái nước này nè. Rửa cho nó sạch. Sạch ha. Rồi, nước số hộp nó rất mỏng rồi đó các bạn. Rồi, đậu đen xong. Này đậu xanh. Xanh này nó nứt nhiều hơn nè. Đậu xanh này nó đều hơn. Mình rửa cái đậu xanh này. Hạt nữa này các bạn lấy ra nhé, lấy ra nhé, không để là nó úng. Rồi công đoạn tiếp theo, là mình sẽ để mấy cái nắp này lên đây để cho nó cách cái rổ. Đây cái rổ nè, đó, để tí nữa mình đổ nước dưới á, nước phía dưới. Đổ nước mình đừng có cần đổ ngập, là lần trước mình đổ ngập là nó bị úng à. Đổ ngập lên đến đầu là nó bị úng à, cho nên là mình bây giờ rút kinh nghiệm. Các bạn đổ vừa thôi. Rồi, chảy đậu lên. Chảy cố gắng chảy nhẹ nhẹ nhé, để mà nó tránh chảy mầm. Chảy mầm là làm cho cái hạt đậu đó nó thối, nó úng luôn. Nên là các bạn trải nhẹ nhẹ thôi. Trải đều ra. Rồi trải đầu đen lên. Rồi, vậy là xong, mình có cần phải đậy lên trên gì hết. Cho nước vô, nước ít thôi nha. Dưới cái thùng không cần phải ngập lên đến đậu đâu. Đây là mấy cái hạt ở dưới mình lượt lên để nó úng. Rồi ok, như vậy là xong. Rồi sau đó mình sẽ đậy lại. Đó. Rồi các bạn, mình sẽ đậy lại. Đậy kín nhưng mà mình đừng có quá kín. Quá kín thì nó sẽ úng, nó nóng quá nó sẽ úng. Rồi mình sẽ lấy một cái lưới lan đậy lên đây. Xong mình để cái miếng gạch lên. Đó. Để miếng gạch lên thì miếng gạch là nó che kín hết. Xong rồi cái lưới lan thì mình để hai cái lỗ như này nè, cho nó trống, không khí nó thông, nó thoáng ha. Rồi nó tạo cái môi trường trong này. Buổi sáng là các bạn dỡ ra, các bạn lấy cái mình xịt cái cây á, xịt qua một cái tẩy lại, tối về bạn làm một lần nữa. Khi mà các bạn đem ủ thì các bạn chỉ cần lấy một cái lưới lan hoặc là cái vải cũng được, cái áo gì đó cũng được, là các bạn sẽ ủ lên đây. Các bạn lấy tủ này, kính tủ này á, là để cho nó khỏi có ánh sáng. Khi mà nó có ánh sáng vô á
giá nó lên nó không có mập, nó lên rất là nhanh mà nó sẽ bị xanh lá. Đây là các bạn tỉ tốt nhất là tủ vải đen, như mình là mình dùng cái lưới lan màu đen. Lấy một cái tấm gạch đậy lên. Tấm gạch này là nó vừa y cái thùng mốt nè. Nếu mà mình đậy vậy nó rất là kín, nó sẽ bị úng á. Cho nên là các bạn xây cái miếng gạch của anh tí. Đó, ví dụ như cái nắp, nếu mà các bạn xài cái nắp của cái thùng mốt luôn á, thì các bạn có thể đục lỗ, đục lỗ của cái thùng mốt này, bên hông này cũng được, để cho cái thoáng khí tí xíu. Đó, như vậy thì cứ mỗi sáng mình sẽ mở ra, mình phun nước. Các bạn xây cái bình phun nước này. Đó, phun sương vô thôi, phun sương sơ qua rồi đậy lại. Như vậy sáng ngày mai mình sẽ phun thử cho các bạn xem thử là cái giá nó lên đến đâu. Đây, hiện nay là có một cái mẻ giá chưa ăn kịp cho nên là nó ra quá dài rồi đây. Đây. Đó, được chưa? Đó, giá mình đổ mà mình chưa có ăn kịp cho nên các bạn thấy là nó hơi bị dài này. Giá này rất là dài, cây cũng phải hai tấc á, nó rất là đều các bạn, đều đẹp. Ở dưới này xíu nước à, đó, dưới này rất là ít nước. Đó, sau đó mình đậy cái miếng vải lên nè, đậy miếng vải lên là để cho nó tạo cái không khí trong này. Nó có không khí của nước rồi nó tạo cái độ ẩm trong này thôi, chứ cũng không có cần quá kín. Mình chỉ lấy cái áo cũ thôi nè. Đó, áo cũ mình đậy. Còn mình đậy cái nắp này á là để cho nó đều, chứ không mình đậy cái áo lên là nó dính vô cái giá. Đó, chữ là vậy. Rồi sáng ngày mai mình sẽ tưới nước để mình xem thử là cái giá của mình nó lên được mức nào nha.